đang nói gì không? Các bạn thân mến, click 3 và đang nợ các bạn người sẽ trúng được iPhone 5C trong chương trình 60.000 lượt subscribe đúng không nào? Và đây, chúc mừng các bạn là 4 số cuối của số số miền Bắc vào ngày 5/7/2016 0071. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại trang YouTube và chúng ta sẽ so xem là có bạn nào có cái số trùng là 0077 và hoặc là thấp hơn cái số này không nhá. Chúng ta sẽ dùng công cụ tìm kiếm search đây, thử xem có số nào 0077 0071. Không tìm thấy kết quả nào trùng 0071. Các mình bây sẽ giờ tìm hơn thấp tìm hơn. Số thấp hơn. Thấp hơn gần nhất 70 cũng không có. 0070 cũng không có này. 0069 không có luôn. Chà, số này có vẻ quá bé để chúng ta có thể dễ dàng trúng. 0068 0067 0066 65 64 63 62 61 60. Ơ, cái 60 như có 4 quả hay sao? 60 không, 60 nó không có cái quả nào chị ạ. 49 nữa. 59, từ từ cứ soát từ từ đã lần lượt để cho các bạn 59, xem. 59 58 57 56 55 54 53 52, ôi trời ơi sao không mãi không có ai trúng thế này. 51 50 49 có một bạn Văn Huy Hoàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check xem là bạn ấy có xe, like xe đầy đủ không. Đây, nào. Bây giờ chúng ta vào Facebook của bạn Văn Huy Hoàng nhé. Lúc mùng 5 tháng 7 này cũng không có. Share và để chế độ public video à. Tiếp thế này hả Huy Hoàng? Đây, không hề có. Đây, nhìn vào ngày này của bạn này cũng không có, 25 tháng 6 rồi. Không có, không có public video. Rồi như vậy là không được tính cho bạn ấy. Rồi chúng ta sẽ đi tìm những bạn khác. 48 này, 47, 46, 45. Trời ơi, đã rất nhiều con số trôi qua. 1, 10, 39, 8, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Tình hình này không khó quan cho lắm. 29 8 27 26 25 24 23 22 21 20 19 8 quá buồn cho một cô tình. 16 15 mười mấy rồi? 14 13 12 tìm kiếm trong vô vọng. 10 chúng ta có tận 509 comment nhưng mà các bạn lại comment rất nhiều, những số rất là cao và hơi xui xẻo một chút nữa là cái số này lại toàn 00 cho nên là cái số là quá nhỏ. 0100 như vậy là đã kết thúc. Đã kết thúc rồi và không có bạn nào bằng hoặc là thấp hơn cái số số miền Bắc này. Buồn quá, làm sao bây giờ nhỉ? Các bạn ơi, Huyền Trang rất tiếc phải thông báo rằng là trong loại event lần này thì xui xẻo là không mua bạn nào trúng cả. Huyền Trang lại rất muốn được tặng iPhone 5C cho các bạn và chiếc iPhone 5C vẫn đang đi tìm kiếm chủ nhân của nó. Cho nên là nếu như các bạn muốn click 3 tổ chức event như thế nào để các bạn có thể nhận được chiếc iPhone một cách dễ dàng nhất thì các bạn hãy comment ở bên dưới để đóng góp nhé. Huyền Trang sẽ lựa chọn một cách nào đó thật là hay ho để có thể trao tặng nó cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video lần sau và sẽ tìm được bạn là chủ nhân của iPhone 5C. Xin chào và hẹn gặp lại.